hoa anh đào nở rộ rất là đẹp, nên bữa nay mặc áo cũng chút màu mè cho nó giống hoa, không có mặc đồ đi leo núi quần jean rồi nữa, hơi bụi quá, nó hợp thời hợp cảnh. Thêm mấy chuyện này lúc nào cũng hợp thời hợp cảnh, không có ở một sao cũng giống như ở ngàn sao, 10 sao. Ăn đồ sang cũng không chấp là ngon, ăn đồ dởm cũng không có gọi là gì là ái ngại hay tự ái, cho nên lòng không có chấp, kiểu nào cũng không chấp, từ sang cho tới hèn đóng đủ dài hết. Thái tử ăn mài, hoàng đế không ngai, tỷ phú không tiền, kiểu dai gì cũng đóng hết. Hôm nay đóng cái dai là sẽ có một ngày dân tộc Việt Nam sẽ đón chào 6 triệu chim hiền, trong đó mình dẫn đầu, chim đầu đàn sắp sửa rồi. 6 triệu chim hiền, có chim non đẻ Mỹ 2-3 đời cũng là chim hiền. Quốc gia đang là thế giới đang thay đổi rất là cực kỳ mau lẹ, mới có mấy tháng nay thôi là chiến tranh Iran với Do Thái xảy ra rồi. Thằng Tàu thì nó chưa có đánh liền, nhưng mà sớm muộn nó cũng phải đánh, tại vì dương oai múa giỏ miệng đồ cũng nhiều, phải không? Mà không đánh thì quê, nó để cho Mỹ đánh ở bên Trung Đông hết vũ khí hay gì á, nó mới nhào vô, còn mẹ cũng khôn lắm, nhưng mà sớm muộn cũng đánh, đường nào cũng sẽ thua. Còn Việt Nam mình á, hello mấy anh chị, cha lên đây ngồi chơi nè, có câu hỏi gì hỏi. Cái này làm phim đó, hai anh chị ngồi đó, nhà trí thức, chắc là đại gia ở đâu nghe, phương trời nào á, ngồi chơi đi, cứ ngồi tự nhiên, có gì hỏi. Tại vì cái này nói quay phim hàng tuần cho thế giới có tiếng nói, tin tức từ thiên đình. Càng ngày thế giới nó đang xoay chuyển cực kỳ khó khăn, nhưng mà mình cũng may á, nhờ cái tiếng nói này cũng 5-7 năm nay cũng quen rồi, phải không? Cho nên mọi người bây giờ cũng vững tinh thần, thượng đế không có vũ sổ chúng ta, chỉ là sàng lọc thôi, biết được như thế thôi là cũng còn cái nguồn sống, còn hơn là không có cái miệng này, không có cái đài này á, chắc ai giờ cũng tưởng không biết ngày mai mình sẽ chết hết, sẽ không có chết hết, sẽ không có vô nguyên tử, cũng sẽ không có những cái ác, không có những cái độc tài, không có những cái mà thánh chiến chùm khăn Hamas, hai tòa tháp của Mỹ, vân vân, cũng sẽ không có Bin Laden giống như xưa, nghĩa là nó không còn những cái đó. Trong những ngày kế tiếp sẽ ngay mấy cái đó nó sẽ biến hết một cách rất là thần kỳ màu nhiệm. Và nó đi chung luôn cả Việt Nam nữa. Mình là người Việt Nam đó không, nhưng mà nói chuyện Việt Nam nhiều quá. Mình là con trời xuống đây, không phải chỉ riêng cho nước Việt đâu, cho cả cái địa cầu này. Chẳng qua nước Việt có được cái tiếng nói, nghe được tiếng Việt này là cái đại phước của nước Việt. Nhưng mà thường thường á, thượng đế cho một cái nước nào mà không trân trọng con của ngài á, mới đầu thai vô. Chứ còn như ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy, cho vô Do Thái để cái là quốc ổng ba cái đinh, cái là dính cứ ngắt trên đó, nó không có trân trọng. Thì thời nay cũng vậy, thượng đế cho con của ngài xuống một cái nước Việt vô văn hóa, không có biết trân trọng thượng đế là ai, chẳng có biết thượng đế là ai luôn, chỉ có biết sân si hung dữ, biết tham lam đó. Thì có như vậy nó mới có lưu danh truyền kỳ, phải không? Chứ còn vô giống như vô những cái nước mà biết như vô nước Mỹ đây, đầu thai làm nước Mỹ thì còn gì nói, nước Mỹ nó đã mạnh rồi, mà con của thượng đế mà đầu thai vô nước Mỹ nữa là thôi, nó sẽ thống trị thế giới này mãi mãi sao, mấy nghìn năm nữa đâu có được.
Thượng Đế phải cho vô một cái nước mà không có biết thương Thượng Đế và cũng chẳng có biết tiếng nói của đại diện cho thiên đình là như thế nào. Và đồng thời họ vô tri, vô giác, vô văn hóa, vô đạo đức, những đứa nhỏ lớn lên thì để sau này nó mới có cái sự gọi là khó khăn, càng khó khăn chừng nào để lại hậu thế những cái bài học trong cái trong thư viện nó mới nhiều sách hơn, phải không? Nếu còn cái gì mà cũng dễ dàng quá thì nó lại không có đúng. Nhưng mà riêng phần những họ thiên mấy con cũng vậy, cũng cùng chung một số phận. Họ thiên ở nước Việt mấy chục triệu người, họ thiên ở Mỹ là 5-7 nghìn người. Chúng ta cùng chung số phận là vì sư phụ bị rất là nhiều người xỉa xói, khinh rẻ. Thì các họ thiên các con cũng vậy thôi, không bị chồng thì cũng bị anh, cũng bị em, cũng bị bạn bè, hay là bị những người làm việc chung với mình. Cái quan trọng là khi con người có lòng tin thì con người có nụ cười. Con người không có lòng tin, con người tự làm cho mình mất đi nụ cười và mất đi cái đường tương lai để mà thoát cái cõi ta bà luân hồi sanh tử này. Có lòng tin, hôm nay tất cả hội thiên sư phụ đã hứa từ đầu, sư phụ là không phải người phàm, sư phụ là con của Thượng Đế xuống đây để cứu nhân loại. Thì không có lý do gì 5-7 nghìn đứa đệ tử hội thiên mà đứa ngoan ngoãn kìa nghe, mà sư phụ không cứu. Sư phụ đem về hết. Thì khi những đứa nó không ngoan ngoãn thì nó ở lại vài ba dòng thì sư phụ cũng sẽ đưa nó về, nhưng mà đưa về sau, phải không? Vé máy bay đi kỳ sau, mỗi kỳ thì vài nghìn năm vậy đó. Họ thiên bây giờ chỉ có đeo dấu thiên tấm để thì con đứa nào ăn thì cứ ăn. Rồi để đại nè, ai để mất đi. Rồi để nó khô. Để đại nói. Không có sáng thôi. Ồ, cà ghi hả? Thôi ăn xôi được rồi, ăn cà ghi lên mạng này cái miệng nó dằn khè rồi sao? Cái điện thoại thôi. Những ngày đầu á, những họ thiên chúng ta rất là vất vả. Tại lúc này trứng rồng vẫn chưa nở, tôi vẫn chưa có ở ngoài trên thế giới, người ta thương người ta tin thì đông, nhưng mà người ta hiện bây giờ ở trên nói cho phụ rating đó nghe, 30-50% nước Việt là họ thiên âm thầm rồi, quay về hướng đông bắc, mà 30% thì hiện ra mặt, 20% còn lại thì ẩn. Trong đó có những nhà chính trị của Việt Nam, những công an và bộ đội luôn. Thấy không? Thì 50% vẫn lơ lơ lửng lửng nhưng mà cũng không có chống đối. Thì hầu như là 95% đã, tức là 45% cứ lửng lửng để chờ coi ông này nói trúng hay thiệt, tại ông nói trúng nhiều quá. Chỉ có 5% là cái số vô tri vô trí thức á, gọi là thân trung cộng á, là họ không có muốn cái câu chuyện những gì sư phụ nói năm nay là thành sự thật. Tại nếu thành sự thật thì họ đâu còn sân trước sân sau, quyền lợi, tiền vô túi ào ào dễ nữa. Cho nên cái đó là 5-10% thôi. Còn hầu như cả quốc gia đều muốn thay đổi. Cả quốc gia 95% right now, bây giờ là trên trời nói mấy gì nói là đều muốn thay đổi. Cho nên ngày hôm qua mình nói chuyện với anh bạn cũ mình là anh Ngô Kỷ á, anh cũng là người tốt mà, nhưng mà anh chết anh để lại xương, anh để lại da, anh để lại cho nguyền rủa, thì bây giờ anh còn cơ hội để mà anh thay đổi. Nước Việt cũng vậy, những nhà lãnh đạo hôm nay muốn để lại danh thơm thì chắc cũng hơi khó rồi đó. Cho nên dân bây giờ hãy mọi thấy nhà lãnh đạo nào bị đốt củi hay là bị lôi cổ xuống hay là vân vân và vân vân, dân nó mừng lắm. Chưa có một quốc gia nào mà người ta nói là lo lãnh đạo là cha mẹ, phải không? Nhưng mà đâu có con nào, con dân mà đâu có muốn lãnh đạo của mình bị gì đâu. Hỡi ông lãnh đạo Việt Nam là bị gì là dân nó mừng lắm.
Cho nên nước mình nhiều chuyện lạ. Thì trong đó không phải là hết nha, cũng có một số là cũng ok á. Sẽ có một sự thay đổi rất là màu nhiệm lạ kỳ của ở bên trong nước Việt, sẽ thay đổi rất là màu nhiệm. Người đời của mình á, có tính kiểu nào, mấy ông có ngồi tính nằm, mấy ông cứ ngồi tính tới tính lui, tính kiểu nào không cần biết, tính cơ cũng không bằng cơ trời đi. Cơ trời đi nó giống như là GPS vậy, giống như máy bay, nó bấm tự động là bay cái là tới nơi đâu là đáp xuống đó thôi, không có thay đổi được đường băng. Mà mình thì cũng giống như ở trên máy bay á, nó có cái màn hình information á, thì sư phụ cũng giống vậy, báo trước rồi. Hiện bây giờ máy bay đang bay ở tốc độ 36.000 độ cao, phải không, với tốc độ là 580 knot một giờ. Tại hôm mới nhìn qua, mới nhìn thấy mấy cái màn hình, bữa nay còn nhớ mấy con số đó. Đi từ Mỹ về Á Châu, chúng ta phải lạng qua Alaska. Tại sao đáp xuống Singapore mà không đi thẳng qua Singapore mà phải đi về Alaska rồi đi xuống? Nếu người mình không biết tính thì cứ nghĩ là nó bay chật, nhưng mà đúng á. Tại vì khi mình đi từ Mỹ mình bay như vậy, cái trái đất nó quay như vậy nè, mà mấy con mà đi tại trái đất nó tròn, phải không, nó tròn này, không có trái nào tròn đây giờ tròn đó, nó phải đi trên cái nóc của cái tròn thì cái đường nó sẽ ngắn lại. Còn nếu mà đi thẳng mà ngang biển á, trụ nó dài hơn, đúng không, thì thời gian á, tính là thời gian. Cho nên khi mà mình thường mình về Á Châu á, nó đi về Alaska, về Bắc Cực á, thì tại Bắc Cực cái mỏm này nè nó không có nhiều, thì trái đất nó vẫn quay, thì cái tốc độ nó lẹ. Thì thường thường mình về Việt Nam á, là giống như 13-14 tiếng thôi, không đi thẳng á. Thì cái đi ngược lại là nó, trái đất nó quay ngược lại. Nó quay ngược lại thì nó đi thẳng, thì thành ra mình xếp được 2-3 tiếng. Cho nên đó là vậy. Cái luật của tiên cơ hay tiên tri mà của thời tận thế này nó y như là cái đường của máy phi công á, bấm vô là tự động, không có thay đổi được. Có ai bây giờ ngờ trong vòng không đầy mấy tuần bác Hưởng từ chức và bác Huệ từ chức, thêm nữa dài nữa không. Rồi trong mấy ngày kế tiếp, cái này là quan trọng là nghe coi mình nói trúng không nghe. Bắc thì không xong, Nam thì cũng không, sẽ có ông miền Trung lên đứng để mà gánh chịu xào ở nước Việt. Thì sư phụ đang thắng, không có đạo chánh, là đạo chánh chết nhiều, là sư phụ có lỗi với cha. Ở đây á, ba cây nhang cũng giống như là bấm GPS vậy đó. Sẽ có ông miền Trung đứng lên thì sẽ không có đạo chánh. Nó không á là mệt á. Đường nào á, cái thể chế cũng phải thay đổi, nhưng mà sư phụ muốn thay đổi kiểu không đổ máu. Tức là mỗi một lần sống tới thì phải đỡ sống, mà người nói ra cho ta biết, giống ngày hôm qua mình nói, bữa nay mình đỡ, chứ không phải là nó cứng ngắc cái đó. Cái cứng ngắc có nghĩa là cái GPS của máy bay nó bấm từ ở Singapore đi về Song Phan là thằng phi công nó bấm tự động rồi. Nhưng mà đi dọc đường á, mà có mây hay có gió thì thằng phi công nó phải chỉnh chút xíu, đa phi công đây chỉnh chút xíu. Nhưng mà cái đường đi với cái tham mình cũng giống nhau. Có ai hiểu cái lý đó không? Cho nên đừng có nói là cơ trời nó cứng ngắc, không phải. Cứng ngắc là sẽ đúng 13 tiếng sẽ đáp, không có trễ giờ nào, cũng không có mất giờ phút nào. Nhưng mà dọc đường á, mà gặp mây hay gặp mưa gì á, thằng phi công phải thay đổi. Thì đây phi công ngồi đây, nó có cái đó nghe con. Chứ không phải mình nói cơ trời là chặt. Cho nên sư phụ khấn là 100 quay lại, sư phụ khấn thì nước Việt sẽ không có đạo chánh. Nếu không đạo chánh giết chết là sư phụ về chánh bị cha ký đầu. Xuống đây á, mà làm sai á, làm mệt, để cho dân mà chết,
Sư phụ là bị phạt á, bị la đó. Tại vì Tô Lâm đâu có lỗi, Tô Lâm chỉ tham thôi, tham quyền. Tô Lâm cũng không có lỗi, Tô Lâm chỉ mở cổng cho Trung Cộng nó vô thôi, để mà giữ quyền. Thế là lòng tham không? Tô Lâm không có lỗi, sản nghiệp nước quyền. À, còn sư phụ là nhận lệnh của cha, không có để Trung Cộng chiếm nước mình một cách lẹ làng. Nó chiếm vô tuyên bố là Việt Nam sẽ thành Phúc Kiến rồi sao con? Rồi lúc đó mấy ổng học tiếng Tàu, rồi mặc áo của lính Trung Cộng, công an mặc đổi rồi lẹ lắm, là thôi xong, mình xong luôn. À. Chứ còn những cái người mà làm ra mấy cái chuyện ác á, cái bộ không có tính sổ với họ. Mấy vị không có cho tính sổ với người làm chuyện ác. Chỉ là toàn dân đoàn kết để mà chống ngoại bang thôi. Đó là thiên tử xuống trần là vậy. Chứ không có tính sổ ai, cũng chẳng có sau này không có lấy tiền lấy của ai hết. Hồn là hồn thiên sông núi, không ai lúc nào cũng lo ba che chở cho dân tộc. Mấy vị không có nói người thế gian á, nhất là người trong nước Việt, không có nên xử người nước Việt. Giống như bà Vạn Thịnh Phát á, bà chỉ ăn hối lộ 40 mấy tỷ thôi, số tiền rất là bằng Elon Musk mua Twitter phải không? À, cỡ đó. Ở nước Mỹ này ai mà làm sai chừng 100.000 đô, 1 tỷ, 1 triệu thôi, chứ đừng nói là cũng ở tù rồi. Mà này kia 40 mấy tỷ thôi, cho nên báo Mỹ nó đăng đầy hết trơn, nó tức cười lắm. Cái đó đâu phải là lỗi bả, lỗi nguyên cả một cái quốc gia. Bộ thời đó mấy ông bí thư, mấy ông lớn, mấy ông tứ trụ không biết hả, ông nào cũng dính chạm hết trơn á. Chỉ bả gì giật tế thần thôi, bả mới đáng là tội nghiệp. Cho nên cái nước mình nó nhiều cái lạ vậy. Chỉ có người dân á là khổ, là tự vì bá tiền đó là gì không, của nhà băng World Bank, nhà băng của thế giới, hay là IMF cũng là của thế giới, hay là Asian Bank là của Nhật đại khái, rồi của những cái tài nguyên của mình không, thì nó cho mượn, nó tính lời mà. Liên Hợp Quốc cho mượn tiền tính lời, mượn tiền thì nó vô đó 40 mấy tỷ đó, rồi ai là người trả? Cháu nội của Tô Lâm sẽ lớn lên cũng phải trả, mỗi đứa 50 triệu, không cần biết, đẻ nước Việt Nam, quốc tịch Việt Nam là phải trả số tiền đó cho quốc tế. Bộ nuốt là nuốt được à, đâu phải đơn giản. Rồi cháu nội của Võ Văn Thưởng sau này lớn lên cũng phải trả, cháu nội của Phạm Minh Chính cũng phải trả, cháu nội của Hoàng Đình Huệ, Dương Đình Huệ cũng phải trả. Tức là con cháu của họ lớn lên nước Việt cũng đều phải trả cái số nợ này. Ăn trước đi, cháu con mình trả sao, chứ không phải là ăn rồi cái là ngủ yên đâu. Trời ơi, mượn tiền thế giới đâu phải dễ đâu, tính lời lên á. Nãy ở đâu thì quên hỏi. Dạ, sư phụ, chúng con ở bên North Carolina. North Carolina. Carolina, dạ. Carolina. Dạ. Ủa, mới qua chơi hả? Dạ, qua trước hết chuyến thăm coi Thượng Đế với Phật Mẫu và các vị dân đây. Cái gì? Coi Thượng Đế với Phật Mẫu hả? Không, kính lễ, đảnh lễ. Kính lễ, không coi thì cứ lên chảnh coi. Thì không coi giờ đảnh lễ. Coi khác, đảnh lễ khác. Đảnh lễ, dạ. Còn coi con của ông trời luôn hả? Dạ không coi, cho mình đảnh lễ dạ. Đừng đảnh lễ mình. Mà thấy người thiệt là được rồi. Dạ. Người thiệt cũng dễ thương người trên mạng. Dạ, dễ thương hơn. Dễ thương nhiều. Không mấy con. Người thiệt là thật sự cái tánh của phụ không có thay đổi được. Ở trên trời là phụ là con nhỏ xíu à, là con út của cha. Nên anh trẻ tưng tưng lắm à. Mấy ông anh lớn mà ông xuống ký đầu hoài, lâu lâu về cái mấy ông anh hiện xuống để xuống trần. Bữa giờ chắc chịu khổ cũng đã ha. Đừng có tưng quá nghe, lâu lâu cai chút chút thôi đừng. Trời, xuống đây có lực lệ cửa trên bờ trên cứ hàng tuần là
mẹ phải đi vắng ngang mẹ. Mới giờ nói chuyện với mẹ mới bước ra đây nè, cách đây 15 phút nói chuyện với Phật mẫu. Mẹ dạy là con á phải nhập thất ngồi thiền á, tâm không có giống như bây giờ, không có như năm ba năm trước sư phụ tu nhiều hơn thời nay. Thời nay sư phụ hơi giống như đời nhiều á, tại từ lúc thiên việt ra gặp nhà chính trị không à, giống như gặp hoàng quan ngạn qua vậy đó, làm sao nói chuyện tu với nó được. Trời ơi, mình nói sấm cơ nói là chính ông nãy sân chi hư việt phải đời vua kiệu hồi quy, hỏi chữ vua cái nó nghĩ ra toàn là cung phi mỹ nữ. Thằng nãy ham vua ham nó, tao có một bà công chúa long cung là tao đủ rồi, tao người tu mày muốn làm á. Ngày qua mấy con nghe đó, đó. Ở người đời nó vậy đó, cho nên sư phụ phải có hai cái mặt nạ, phải không? Lúc thì biến nói chuyện với mấy người này, người bình thường mình phải nói chuyện kiểu bình thường, nhưng mà nó cũng là lên mạng không à. Ở đây á thủy mũi một cái tụi nó cũng quay, ho nó cũng quay, cho nên cuộc đời của thiên tướng chuyện này là trời ơi, không có cái gì gọi là bí mật hết. Nhiều lúc không có mà nó còn bật mí thêm nữa, nó dèm pha thêm nữa, thêm son thêm phấn nữa. Nó còn cũng thấy rồi đó, nội bộ mình đó, nội mà nó không có đoàn kết, nó đấu kỵ mà nó dành cho phụ thôi, mà nó cũng thêm son thêm phấn nữa. Chứ phụ đã từng nói cho phụ là con có thường thấy có gì cha mẹ là lo, còn 1.000 đi ra đường cái kiểu này tiền thì cũng có, cũng không có nổi nào già lắm, cũng ok phải không, cũng được được đi, phong độ một chút xíu đi, cũng biết ăn mặc, cũng có biết bình dân, cũng hòa đồng, cũng rộng rãi, thì đi đâu mà không có người thương. Hơi đâu mà bà sư mẫu ba không quá rất là tin tưởng. Mà xưa có thời rồi, tại danh sách thực thị sư phụ đụng vô là sư phụ ẹt, cho nên mấy con đừng có phải lo chuyện đó, đụng vô nữ sắc là sư phụ ẹt. Không có vụ đó. Đó, đi tu ở dưới chùa năm 2007, trời ơi, không có bảy bữa này leo quá trời leo, nó nói mấy ông thầy á cũng phải sợ luôn á. Được cả tự vì khi mà bảy dòng hào quang ở chùa có, nó khác hơn người phàm. Tại vì ở đây không có ai chính trị hỏi đề tài, hỏi đề tài mình nói chuyện. Có ai hỏi đề tài vậy, muốn hỏi không? Tại lâu lâu qua đây gặp là người cứ hỏi. Cái việc hỏi. Dạ, vợ chồng con hôm nay là có nhân viên là được qua chiến sư Long Sơn, là coi như là cái ước mơ này ấp ủ từ lâu rồi, hôm nay là mới được thực hiện được là ước mơ quả thiền Long Sơn để đảnh lễ cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu và tất cả các chư thiên chư thần pháp của thiền Long Sơn, và đặc biệt là được đảnh lễ sư phụ. Và chào tất cả tất cả là cô có bác. Quay hướng đông bắc có họ thiên rồi phải không? Dạ dạ. Ồ vậy cũng là người nhà hả? Dạ, thành ra là hôm nay là mới được đủ nhân viên để được lên lê, mà không hồi tuần trước con nghe nói là sư phụ đi xa, thành ra nghĩ là không có được gặp sư phụ, nhưng mà hôm nay lên đây là gặp sư phụ được quá. Đi xa nhưng mà nghe Việt Nam á, sắp sửa đảo chính cho nên phải đi về để khấn, để cho đừng bị đảo chính. Tại vì mình muốn cái gì á, mình phải về cái headquarter này mình mới connect lên thiên đình được. Nó có những chuyện mà sư phụ làm việc ban ngày á, điện thoại á, thì những cái quan trọng mấy thằng mê chơi trong hãng nó nhắn tin, nó xài tiền trên 50.000 á, nó phải nhắn tin, sư phụ phải bấm chuyện yes or no, mày có được xài không. Còn vừa làm việc ở trên thiên đình nữa, rồi vừa coi thế giới nữa, hàng Iran với hàng Do Thái là nó sẽ quýnh, Mỹ sẽ nhào vô, Mỹ sẽ đốt một đống vũ khí, rồi tới cái anh Tập thấy Mỹ bắt đầu nhào vô là hết sức rồi phải không, thì anh Tập sẽ tấn công Đài Loan, phải không? Thì lúc đó thế chiến thứ ba nổ ra, nghĩa là ai cũng khôn hết, nhưng mà khôn kiểu nào rồi, tính kiểu nào rồi, tính tới tính lui y như là cờ tàn mà là tính đường đẩy xe, rồi cuối cùng rồi Trung Cộng chia năm sẽ bảy.
Rồi lúc đó răng những nhà độc tài cũng tan, búa liềm cũng sang trang. Tiền xã hội đen mà kiểu Bill Gates cũng xong, mấy anh giàu đầm lầy cũng xong. Những cái thể chế gọi là những quốc gia nó không phải là cộng sản, cũng phải là tự do, nhưng mà nó là độc tài cũng tiêu, như Nga rồi tiêu hết. Rồi tới lúc đó chỉ có lòng dân, nước Việt cũng là dân, Nga cũng sau này cũng là dân đứng lên, Cuba cũng là dân, Bắc Hàn sau này dân cũng đứng lên. Lòng dân là lòng trời nha. Dân không đứng lên, cha với phụ không có ai được. Ngày xưa lúc mà phụ hạ phàm thì cả nước Việt ba miền dân nó than khổ, dân kêu trời mỗi ngày. Tại máy bay á, nó đánh từ Bắc tới Trung tới miền Nam hả. Còn bây giờ cũng phải là lòng dân, theo cái luật mà của Ngũ Hành á, là dân, tất cả đều là vì dân. Còn bây giờ về cộng nó đâu có vì dân, nó vì cá nhân. Nó không có gì dân, cho nên sau này tất cả mọi thứ là gì dân. Trời ơi, nói chuyện đồn bụng ăn sao nói. Thôi mỗi lần ăn vừa nói nghe, nói tiếp. Dạ, giờ con luôn xin phép là con không có hỏi về chính trị, mà con hỏi về mấy cái gì. Có hỏi gì hỏi. Dạ, con có hỏi, con có thắc mắc là giống như, ví dụ như con hiểu là giống như mình, coi như là ở trên đầu thai xuống là một là do cái nghiệp lực, hay là do cái nguyện lực. Thì giống như con hỏi là sư phụ, là ví dụ như mình, những cái người mà ở trên cái cõi trên á, mà một là được cái sứ mạng xuống thế gian, hay là bị giống như là hết phước rồi bị phạt xuống như đây á, thì như vậy làm sao mà giống như những cái người đó biết để mà giống như là mình đừng có bị đi lạc đường. Con là hết phước rớt xuống. Mấy đứa này thì nó có nguyện lực đi theo sư phụ. Có đứa nó có cái này vì là hết phước, hết phước. Có nguyện lực, có đứa có nguyện lực, có đứa hết phước. Còn riêng sư phụ là giống như là ê trần của Hường Đế. Không làm xong cái màn này thì đi làm một cùng phim khác. Cũng giống như movie star của Hollywood vậy. Bữa hôm cha có nói con mà xong cái này 3000 năm sau thế gian không còn chinh chiến nữa thì con phải đi nơi khác, tại vì rất là khó, tự gọi là quá sanh. Ở trong kinh Địa Mẫu nói mẹ cô mang 9 tháng 10 ngày á, gì á, thập niên trường gì đó, tuyển dụng thánh thai nhi, minh quân xuất thế trần ai, sáu gì thiên tử thi tài quyền ben á, tức là những cái ở trên trời á, những người như cha là Thượng Đế thần thông cực, cha là độc giác Phật mà. Thì cha muốn cái thằng quá sanh ra, sư phụ thuộc dạng quá sanh. Mình có bốn loại sanh nha, nõn sanh là sanh bằng trứng, rồi thai sanh, rồi quá sanh, rồi ẩm ướt nó cũng sanh ra con này con kia. Thì sư phụ thuộc loại quá sanh, người cõi trời thì quá sanh. Quá sanh là gì? Giống như cái người đó thần thông về thông minh. Ok, cho một chút xíu giống như nhà khoa học gia, em muốn chế gì vô, ok cha cho một chút xíu thông minh vô con này, ok cha cho nó một chút xíu dũng cảm để nó xuống trận lấy xe đua 200 mai, giờ nó không biết sợ chết. Cái mẹ cho không được, cha cho con dữ quá con lấy xe đua không được, lỡ mà con háo thắng rồi con thành ra như luật sư mà nó không có từ bi, nó giết người làm sao. Cái mẹ bỏ vô, ok mẹ là Phật luôn mà, mẹ cũng là Phật, mẹ cho một chút từ bi. Cái trận anh nếu mà từ bi nhiều quá xuống trận nó đâu có làm được việc, nó thấy ai làm gì nó cũng từ bi, nó ấy nó rồi làm sao mà nó cứu dân được. Cho nó một chút dũng lên, đúng không? dũng lên nó phải ba lần, mà hỏi mà ba cái chất liệu này á, mà lúc mà tạo ra đó, mà cái dư cái thiếu cái thừa á, nó cũng không có làm được việc luôn á. Cho nên mấy cái thằng mà mafia dân chơi á, nó rất là trí cao cường, giống như mấy bác mình bệnh nó trí lực lắm, bác tô rồi mấy bác bệnh là thông minh, phải không? Dẹp là dẹp hết bốn thằng để mình tao, phải không? Trí lực, dũng là dũng cảm vô xong, mà thiếu bi, thiếu quá trời thiếu luôn, cho nên chỉ có hai chất thôi thì thành vậy, chứ còn thêm bi nữa thì đâu có, mà bi nhiều quá đâu có được, bi nhiều quá đó.
cũng giống như mấy hòa thượng vậy, giao cứu vãn được. À, cho nên cái bỏ, cái cha bỏ một chút trí, cái mẹ bỏ một chút bì, cái chút cha bỏ một chút dũng, mà cho nên đều bằng hết thì xuống thế gian này rồi sao phải cân bằng nha. Cho nên có những lúc mấy đứa đệ tử biết lúc mà sự từ bi hiền hiền hơn là mát sơ đó, mà lúc sự trí dũng lên thì mấy con cũng thấy. Nhưng mà trí dũng nó chỉ có hiện lên khi mình cần nó thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng ấy, lúc nào cũng mà hiện trí lên với dũng lên ai sống nổi, có hiểu không? Mấy ông nội mà nói dân đâu có ưa là vì trí với dũng không à, chả có bi. Cũng giống như vua của bên nước Bhutan đó, người ta bi không à, dân bu lại phải không? À, ông sống chung với dân, ăn uống hòa đồng chung với dân. Còn mấy ông nội này dân đâu có tới gần mấy ông nội, tại ông chỉ có trí dũng, ông không có bi. Còn chú phụ là cả ba thứ, bi trí dũng. Nhưng mà trong hiện cái hoàn cảnh này á, thì chú phụ dùng trí nhiều, dũng thì ít, trí với bi thôi. Nghĩa là lúc nào cần mình dũng gì mình cần. Nhưng mà đi ngoại giao á, với mấy bác HO hay là mấy cộng sản mà về giường á, mà thuộc về phe thượng thiên á, thì mình dùng trí, chứ mấy ông nội đâu biết tu đâu mà dùng bi con. Vô mấy ông mà nói kiệt, anh với em tối nay là phải hết chai này nghe. Tôi nghe là thấy sợ rồi, chết cha rồi. Mình gặp ông nội này, ông uống rượu thứ thiệt. Thôi đâu có biết uống rượu đâu. Cũng được, chơi nghe anh. Mình nói một câu cho ông khoái vào. Rồi đến lúc ông xỉn rồi, cái ông cứ mời hoài mà cho vụ không có cạn ly á, thì tự động ông biết. Giống như mấy con thấy á, mấy người bên viện Mitha bữa hổm á, thì cuối cùng ông uống chai luôn. Xỉn rồi, lúc đó xỉn rồi, đâu có mời nó. Nhưng mà lúc đầu á, mà ổng mà nói câu đó, mình mà nói liền á, sao khôn lắm, không có nói trước. Chơi nha, rồi quyết định vậy. À, mình thấy có tùy cơ ứng biến, hợp thời hợp cảnh. Nhưng bữa nay hoa đẹp thì bữa nay mặc đồ đẹp, chứ bình thường chú phụ làm biến mặc đồ lắm. Xọt cái áo thun chồng vô cái quần jean là lẹ, một xác chành là đi. Còn giờ phải kiếm dây nịch với lựa áo cho đúng màu, mệt. Còn phải chạy chiếc xe đúng cái này nữa, cái này hay xe đó. Còn xe truck thì mặc đồ gì cũng được. Thì thu thuộc dạng đó. Quá sanh bởi cha với mẹ. Nên suốt đời này á, cả những đời sau, từ vô thủy dạng dạng kiếp về trước, cả tỷ năm về trước, hồi đó là con cha mẹ, đã đi những cái hành tinh xa xôi, đã đi xuống bãi địa cầu này từ thời khai thiên lập địa để giúp cha mẹ, để làm một cái hạ tầng cơ sở để mà đào tạo nhân loại. Dùng chữ đó là đúng, cũng giống như đi mở trường học để đào tạo nhân viên vậy đó. Thì sư phụ với mẹ là xuống đây mở cái trạ quả địa cầu này để ta đào tạo nhân loại khôn ra để về trời. Chứ nếu không khôn làm sao mà sống được ở cõi trời. Cứ cái trí huệ mà như cái kiểu nước Việt Nam bây giờ, tham với sân với si cứ ham tiền thôi, chết tới nơi ngày mai chết vẫn còn ham tiền, con có tin không? Con người khó bỏ cái tánh tham lắm, vì ái ố hỉ nộ không bao giờ thay đổi được, trừ khi phải có một cái lý nguyện thời lập thề. Lập thề rất là quan trọng. Những Phật Bà Quan Thế Âm cũng có 18 bao nhiêu nguyện thề, Phật A Di Đà cũng vậy, Ngài Địa Tạng cũng vậy, sư phụ cũng vậy. Nhưng mà chỉ có nguyện thề phụ rất là đơn giản một câu thôi: khi quả địa cầu này còn sự bất công, con Thượng Đế sẽ không về trời, không thành Phật. Tức nghĩa là ở cõi vô đại niết bàn luôn á, cõi vô hư vô luôn á, dù không có về. Mà hôm nay sư phụ về thì, mà trong khi mình nói 5 năm nay cái câu đó, cái quả địa cầu đang điên đảo như vậy, mà làm gì mà cái quả địa cầu không mà sự bất công, bác thưởng ăn hối lộ có 61 tỷ, bác Huệ còn nặng hơn, không? Ông nào cũng hối lộ hết, mình biết hết. Trời, mình nằm trong nội bộ biết. Vậy mà còn cái ông mà đang bắt á là vua luôn, thì làm sao mà gọi là không bất công được? Nó vẫn bất công trước mặt luôn á. Hễ là tao có nhiều súng,
tao có cây súng thì tao thắng. Cái đó gọi là bất công. Iran nó cứ bao che cho những cái tụi mà khủng bố là bất công. Trung Cộng ỷ lớn ăn hiếp với nước Việt Nam mình gọi là bất công. Bắc Hàn để cho dân đói bao nhiêu tiền làm vũ khí hóa học rồi cũng là bất công, không có lo cho dân. Nước Mỹ này cũng là bất công. Cái xã hội này hiện giờ cái chỗ nào cũng gọi là bất công. Mà thua dánh thời kiểu đó. Khi không còn bất công thì thua mới về trời. Mà bề trên nói lần này là thiệt á, con sẽ về trời. Thiệt là gì? Sau cái màn này, năm cái ác sẽ ngã. Ngã từ đen thành trắng. À, độc tài nè nghe, chùm khăn nè nghe, búa liềm nè nghe, rồi đầm lầy nè, với cái tụi mà gọi là tụi mà giàu có mà thế lực ngầm mà đen sau lưng đó, là năm thằng ác ngã qua. Vì thế giới này đâu còn gì để mà làm việc nữa. Thế giới này sẽ hòa bình, nhân loại sẽ hòa bình. Chúng ta đi từ nước này sang nước khác không cần xin visa nữa. Dân số sau này mấy vị nói muốn ở đâu là ở thôi, thích ở đâu thì cứ ở, không có còn phải là di cư như là xây cái bức tường như kiểu ranh giới mở nữa. Rồi ở bên Âu Châu tức là con người sau này ai cũng sẽ văn minh đồng bộ hết, nó không có thể là một nước quá nghèo, nước quá giàu. Và ai thích ở đâu thì cứ việc ở đó. Trên nói như vậy đó. Không còn ranh giới nữa, có nghĩa là không có quốc gia nữa, không biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sau này người ta nhìn lại có hai cái đảo nhỏ xíu mà chẳng có làm được chuyện gì mà dậy sóng Biển Đông. Người ta là cái trò cười của những thế hệ sau trong tương lai đó. Chỉ có một cái người ta sau này cả thế giới phải giật mình, đó là có quả địa cầu này có con trời xuất hiện thiệt, lập cái đạo thiên tâm để lưu truyền cho họ. Sau này họ tất cả người trên thế giới sẽ theo đạo thiên tâm hết. Và sau này họ mới biết là chúng ta xuống đây chỉ là một cái lớp học dở lòng. Người nhân loại sẽ nhìn ra được cái đó. Còn bây giờ thụ nói mang cái thân này học dở lòng, ai cũng cười bể bụng. Cười không có nghĩa là họ ngu hay là họ khôn, mà vì họ không biết. Mà muốn cho họ biết, một đời người, con người khó biết được lắm. Họ có thể biết cái gì xấu trong vòng 3 giây, mà biết cái gì mà khôn, mà cao siêu á, họ phải cả đời, họ nhiều lúc họ tìm vẫn không ra chân lý á. Mà cái chân lý sư phụ nói trên đây 5 năm, giống như thằng bạn mình ngồi hôm qua, cái kiểu mà nói chuyện á, quen cũng lâu rồi, 5-7 năm á, mà có ra được chân lý không? Vẫn không hiểu. Mấy ông rồng xuất hiện trên mây, đem vô năm quen á, đem cái hình sư phụ tặng đi vô Hollywood, tại nó quen với mấy người Hollywood. Chỗ cái hình này Hollywood nó hình này hình thiệt á nghe, chứ không có thể là Photoshop. Tại lúc đầu ảnh nói là Photoshop rồi á, tưởng là ảnh tin, ảnh cũng vẫn không tin. Ảnh lâu lâu có cái mây tụ lại giống hình rồng mà giống hình, cái mình đưa hình khác thì ảnh cũng sẽ nghĩ như vậy. Chứ nên tìm chân lý, con người không phải ai cũng tìm được, có đại phước hữu duyên hữu phước. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cần phải ở cái địa cầu này, chúng ta cần phải thay đổi cái tư tưởng đó. Chúng ta mới về trời mới adapt được, mới làm được. Cũng giống như ngày xưa sư phụ ở trong trại tị nạn, đâu có biết cái cách sống của Mỹ. Người ta phải đưa qua qua Ba Tăng là ở Phi, có một số qua Phi, qua Banaticom, rồi từ đó mới đổi về Nam Dương. Sư phụ vô Nam Dương học những cái cách sống của Mỹ là học 3 tháng. Mà bây giờ mình lớn lên ở Mỹ, mình thấy trời ơi, Mỹ cần gì phải học. Mà Liên Hiệp Quốc phải bắt đi học cách sống. Thứ nhất, ra đường không được hỉ mũi. Thứ hai, không được dựa vô tường đi tiểu. Mà không học rồi qua mà làm kiểu đó là bị gì? Bị bắt đó con. Thứ ba, khi lái xe ngồi không có được dục rác. Trời ơi, nó dạ như vậy đó. Thì rồi thứ tư, khi nói chuyện không có được nhai đồ ăn. Hơi dạ nhiều lắm. Mình thấy cũng ngông ngộ. Trời này nước của tôi mỗi ngày mà, tụi nó làm việc nó mỗi ngày. Thứ tư, đi ăn vô nhà hàng không có được nói chuyện lớn tiếng, là vì cái bàn kế bên người ta cần cái sự yên tĩnh đúng không. Thứ năm,
không có được ca hát nghêu ngao khi đi đường. Nhiều chuyện mà người Mỹ dạy mình khi mà bước chân vô làm gia nhập đời sống ở Mỹ. Thì mấy con muốn gia nhập đời sống cõi thiên đàng là phải làm sao? Thì bây giờ phải nghe lời sư phụ dạy. Chứ bây giờ ở dưới thế gian chẳng có biết cha là ai, cũng chẳng có biết đọc cuốn kinh thiên tâm là gì hết, thì cũng chẳng có biết cái đời sống thiên đường nữa. Đời sống thiên đường con người ta giống như đời sống là người ở Mỹ này vậy đó. Còn người bên tị nạn mà lúc vượt biên qua đó đâu có biết. Mà trong khi nước Việt Nam trước 75 là văn minh đó nghe. Thì dạy mặc đồ ngủ, không có được đi ra đường. Ra đường không được mang dép lọt sọt. Sau này nếu mà sư phụ mà có cơ hội, sư phụ sẽ làm giống như vậy. Tất cả đi ra đường mặc đồ vét giống như Nhật vậy. Nó đi như dịch vậy đó. Ào ào. Trời ơi, một cái quốc gia mà người ta năng động như vậy thì mỗi một người, người ta chỉ làm một xong một công việc một ngày thôi là quốc gia của họ tiến bộ như thế nào. Con hiểu không? Chứ không phải như Việt Nam mình vừa ra đường nhìn góc kia nằm cái võng. Ông nội kia để chai rượu đế với cốc với mấy chai ổi. Nhìn qua bên kia cái bà tám ngồi nhai chầu. Không, nước Việt mình vậy đúng không? Nhìn lại mấy đứa nhỏ chơi lem luốc ở ngoài đường, chửi thời đủ đủ kiểu. Nước Nhật là không có cái đó. Một hộp con tìm cái thùng rác bên Nhật không có. Ai cũng mặc đồ vest lăng xăng đi cái hào giống như là mà đi cả một cái thành phố Tokyo, lúc nào cũng người ta cũng ăn mặc lịch sự, đồ vest rồi quải cái cặp gì không. Sư phụ đón thử nghe cái thằng mà làm cái chức vụ nhỏ thôi nó cũng mặc đồ vest, đâu có gì đâu. Mà thành ra cái quốc gia của người ta lúc nào cũng hùng cường, giàu mạnh, giàu có. Cho nên Việt Nam mình sau này thu đổi lại, mỗi người ở nhà đó không có được nằm ù lì, phải ra đường. Ra đường thế nào cũng làm được chuyện này chuyện kia, còn nằm nhà làm được cái gì. Phải như kiểu Nhật vậy đó, đi vậy đó. Cho nên con mà tìm một người Nhật nó mà béo phì á, hiếm lắm. Với người Nhật ít có bệnh, tại nó đi tốn ngày. Trời, exercise mà. À, nhưng mà một người nào phải đặt ra cái khuôn khổ, phải ra cái luật thì người ta mới làm được. Nó có cái luật của nó. Nên sau này sư phụ bắt vậy. Tất cả trai gái mặc áo vest ra đường phải không? Người Nhật á, người ta im im, người ta không bao giờ ta nói chuyện qua chuyện lợi hay là xào xáo. Chứ không phải như Việt Nam mình á, hả, đứng chợ một cái là ồn ào khủng khiếp luôn, gây lộn chửi lộn. Đời sống chỉ có cách nhau họ có bao xa mà một thiên đàng, một địa ngục. Việt Nam mình như địa ngục, y như địa ngục, chẳng khác gì. Thì mình, nhưng mà nhìn lại người Mỹ với người Nhật, nó là giàu có dân mình đó không? Nó thiên đàng. Trong mắt sư phụ mấy thằng Mỹ cũng là địa ngục của thế gian. Nó cũng chả hiểu gì mấy thằng hai thách bạn sư phụ thiếu gì kỹ sư. Nó cũng chẳng có hiểu cõi trời như thế nào. Ở trên cõi trời chúng ta ngày nào cũng ai cũng vui cười, cũng đi coi hoa chỗ này 3.000 năm, 4.000 năm nở, cũng bay đi qua thành tinh kia, qua thành tinh nọ. Có nhiều thành tinh lắm, nó tới 3-4 ngàn cái thành tinh có nhân loại sống. Xẹt cái là tới rồi, cũng giống như hồi nãy 15 phút, xẹt cái là mẹ tới, mẹ dạy cho phụ một bài học á. Chứ phụ cũng nói chuyện với mấy gì. Thì mình đi chỗ này chỗ kia mà văn minh rồi dạy lại cái những cái thành tinh nó kém trí thức. Chứ không phải như thằng Nhật, nó cũng chả có hiểu về tâm linh. Nó chỉ sống đời sống của cái thế gian này thôi. Cái đó cũng chưa có gọi là học hỏi nữa. Nó chỉ là sự trung thành với lòng tự tôn của quốc gia của họ. Chứ còn một đời này nó đầu thai, nó sung sướng đầu thai làm người Nhật. Nhưng mà biết đâu kiếp sau đầu thai làm Africa thì sao? Con người mình chuyển thế mà, mang thân này qua thân kia. Thì muốn về thiên đàng, tất cả phải nghe lời sư phụ, đọc kinh, ngồi thiền trong lúc này. Việt Nam á, mà không có muốn chết chóc hay là bị mất của, mất đốt củi, đốt lò nữa, giống như bữa giờ náo động á,
thì chỉ có một đường phải làm, đó là đeo dấu thiên tâm và khấn thượng đế. Mấy ông bự á, mấy ông bộ trưởng là thứ trưởng rồi đảng viên á, là 4 triệu đảng viên gác nghe lời mệnh lần đi mấy đại ca, đeo dấu thiên tâm vô thì mấy ông sẽ không có bị cái gì. Còn nếu không á, Tô Lâm gõ cửa nhà mấy ông á. Nói em đang nhai. Hỏi gì không? Lên đây ngồi hỏi. Bấm Google đi. Bấm Google. Bữa sư phụ có nói cái clip lâu rồi, nói là bất trọng ẹt, nhưng mà cái nghĩa đen của nó đó là bất trọng không còn quyền lực trên chính trị, chính trường, ẹt là ẹt cái chỗ đó. Nhiều người không có hiểu, cứ tưởng là ông ẹt, nhưng mà thật sự ổng chỉ là một cái xác không hồn thôi, có để giữ chân chứ ổng không còn dính líu tới quyền lực nữa hết. Lúc đó là ở trên đã initial ổng vậy rồi, nhưng mà chưa có chịu cái hồn của ổng đi thôi, để mà ở quốc gia cũng còn cái xác cần ngáp mà dụng con vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng được, sư phụ vẫn còn giá trị lợi dụng được để cho không có đổ máu. Tất cả và tất cả những chuyện biến động của Việt Nam, tứ trụ hay là tám trụ hay là một trụ cũng vẫn là làm việc cho cha, vẫn làm việc cho sư phụ, cho đức thầy thôi. Không có hiểu không? Họ không có biết, họ tưởng là họ còn đó. Rồi tự nãy muốn nói gì nói tiếp em. Con đi tìm chân lý nên giờ con qua được đây là con gặp sư phụ. Đâu chân lý nó làm sao đâu, cả kể nghe thử. Thì mấy cái chùa, chân lý là cái gì kể nghe thử. Chân lý là mình muốn thoát cái cảnh khổ nhọc mà phải về vì tên mẹ học ở đây, rồi với dân chúng người ta khổ hại, thấy khổ quá. Rồi hồi mà có bắt gặp sư phụ tới giờ là theo sư phụ tới giờ luôn. Theo mà không hiểu những gì mình nói là mê tín gì đó. Không, không, nếu mà không có thực hành là mê tín. Chắc mình ăn hai cái à, nhảm nữa đi nhưng có một chút sức nói chuyện nó đi, kể nó đi. Gặp quái quá hả? Gặp Minh Dương ngồi hiệp, Minh Dương chả có lông bào cũng chẳng có ngai vàng. Minh Dương ngồi dưới gốc cây ăn bánh bánh ú hay bánh quy. Nhưng mà sau này sẽ là thiệt, nó có, nó sẽ xảy ra từ từ, nó xảy ra thiệt. Nhưng mà phải cần có một quân khu
quân khu trưởng hay gì đó tin thì mới là quan trọng, chứ còn một người tin thôi. Cũng giống như mình cần một người chức cao cỡ như Bác Tô vậy đó, tin là xong, là Minh Dương thiệt. Còn nếu không tin thì nước Việt cứ khổ hoài, nếu không tin thì nước Việt cứ la quằn quại đau khổ và giết lẫn nhau hoài. Chứ còn một người như chức vụ cao cỡ như Bác Tô, Bác Thưởng rồi tin cái là xong, ai cũng có lợi hết. Một ông thôi mà đâu cần nhiều ông, nhưng mà đâu phải dễ đâu. Mà cái mấy vị nói họ không tin, con phải làm cho họ tin. Trời, con phải làm sao? Họ chỉ thích gái với nhậu với tiền với này nọ thôi, họ đâu có thích thần thánh đâu. Không phải dễ, khó lắm. Cho nên chỉ cần một ông tin thôi mà rồi mọi chuyện xong rồi, đâu cần giọt máu. Hả? Hồi mấy năm trước ông quậy dữ lắm á. Ai quậy? Ông Tô Lâm á. À, năm nào cũng bớt, rồi 2-3 năm nào cũng bớt. Bớt? Dạ. Bớt? Dạ. Tô Lâm hiện giờ bớt quậy hả? Dạ. Ồ, quá bớt luôn. Nó quậy dữ lắm. Ông chưa có đem Phạm Minh Chính ra làm BBQ á, là cũng là phước của Phạm Minh Chính rồi đó. Là BBQ hết rồi. Hả? Vậy đệ tử là nó bớt quậy công nhận. Ở thiên nó có hai phân loại. Phân loại cỡ như con đang nói chuyện á, thì cứ thiên tâm thôi, ôm cuốn kinh. Nếu mà giờ chót thì được đi về. Còn mấy đứa trẻ trẻ nè, nó vừa thiên tâm vừa thiên biệt. Tại vì phải làm Bồ Tát Đạo, tức là giúp sư phụ về mặt đời, cứu dân độ thế, thì có công đức chứ cha. Cứu dân cũng là một chuyện làm công đức, không phải mình lấy tiền trong băng mình cho người ta là có công đức nghe. Mình làm một cái chức vụ gì giúp thiên tử cũng là có công đức á, vừa lãnh lương nữa chứ, không? Mà trẻ còn như cỡ lớn lớn như cỡ Lan nè nghe, cỡ Hải nè nghe, cỡ đệ tử đó nghe, đó nữa nghe, đó nữa nghe, còn ai nó không đây, đó nữa nghe. Thôi thì ngồi thiền ôm cuốn kinh đi. Còn như cỡ trẻ trẻ này nè thì cả hai theo sư phụ, để ở trên trời sẽ lâu hơn, để về trời gặp hết. Ví dụ như Lan sẽ gặp mấy đứa này trên trời, nhưng mà mấy đứa này nó theo sư phụ về mặt đời, nó giúp sư phụ nó ở được thêm 1 tỷ năm, còn chỉ ở được có 1 triệu năm mới còn lọt xuống trái đất lại, lại không có làm công đức, chỉ biết hưởng không à, không biết tạo ra, hiểu không? Cũng như mình đi làm phải bỏ saving vậy đó. Còn này á, vừa cơ hội mà xây binh là chỉ có theo thiên việc để giúp, là một cái cứu dân độ thế mà có công đức. Mà Việt Nam hâm mộ sụ mà chạy qua tới đây á, mà lọt được tới Mỹ này chắc là phải đại gia phải không? Không qua được Mỹ. Không có đại gia chứ phụ mà đều có tiền đi được, không có đại gia. Không, còn lại cho. Chứ còn Việt Nam thiếu là người ta cũng muốn đi á, ta đâu đi được đâu. Việt Nam không có cái to đâu, gì nữa, cái visa của Mỹ chứ phụ. Nhiều người thấy mình có mấy cái cây hoa anh đào cảnh này đẹp á, nhiều người ước tới đây một đời người chưa được tới nữa. Còn những người ở đây gần ghiếc thấy cũng chán, thì chắc chưa đến nào dám nói chuyện chán phải không? Trời ơi, Thiên Long Sơn mà dễ gì chán, bộ đi cũng nhớ chỗ này á.
ở cái hàng đệ tử Hội Thiên nó có nhiều trình độ lắm, cảm nhận kiểu nào cũng giống như mấy những cái người mà biết sành điệu mà biết sử dụng uống rượu chát vậy đó. Hội Thiên chúng ta cũng vậy, cái đứa nào mà tu tập nhiều, mỗi ngày đọc cuốn kinh nhiều á thì nó biết sơ hữu và thuộc loại rượu mắc tiền thứ xịn, phải không? Còn đứa nào cũng là Hội Thiên nó vô nó đâu biết, nó uống rượu giống như chai rượu chát đi, nó lạc lẽo lắm, nó thích bia rượu đế hơn, tại vì cái taste của nó, cái lưỡi nó chưa có tới. Sư phụ nhìn sư phụ biết đứa nào như đứa nào chứ. Cho nên đó là lý do tại sao sư phụ kêu mấy con mỗi ngày phải gắng tu nhiều, tu chừng nào nhiều, chừng nào sáng, chừng nào mới thấy được sư phụ mình rõ chừng đó. Nhưng còn không có tu khó nhìn thấy đâu. Nhìn thấy từ cái ý nghĩ, lời nói, hành động, những chuyện sư phụ làm là mấy sư phụ đâu cần giải thích. Nhưng mà để đến lúc mà thù giải thích rồi á, mà có giải thích rồi kỳ này kỳ sau cũng vẫn không hiểu, tại cái trình độ không tới, nó vậy thôi. Trong những ngày tháng kế tiếp, nước Việt nhất cũng phải nên xưa giờ cũng nói nhiều, giờ nói nữa. Không biết giờ kêu chuẩn bị thủ gạo săn nước nữa, không biết ta còn thủ nổi không, giờ nó cũng đâu còn vậy đâu để thủ gạo, thì cũng nghèo rồi, nước đồng khô rồi, đâu có thực phẩm nữa, đâu dự trữ, thì cũng nên dự trữ, tại vì khi mà có biến động hay là có chiến tranh hay có ở trong nước có biến động á, cũng là đói á, cái gì cũng có thể làm đói. Cái ngày đầu tiên mà khi quốc gia mà biến động, cái người chết trước là người đang bị bệnh á, bệnh gan, bệnh lọc máu, bệnh tiểu đường, tại mấy cái nhà thuốc tây nó cũng đóng cửa hết đúng không, đó là những người bị bệnh, mà người bị bệnh là nhiêu, là 1/4 quốc gia, là cái người bệnh đi trước, rồi từ từ cái người ốm đi kế tiếp, đúng không? Nhưng mà mấy thằng ghiền rượu nó sẽ đi trước, tại vì lúc đó không đâu có bia, đâu có tiệm gì đâu bán rượu đế cho uống, mấy thằng ghiền rượu nó ghiền trước, đi trước, thì những người bệnh tật sẽ đi trước, thiếu thuốc cũng chết, thiếu rượu ăn cũng chết, thiếu nước uống cũng chết. Ở Việt Nam bây giờ nghe miền Tây á, người ta tắm, người ta còn phải giữ cái nước người ta tắm lại nữa, thiệt là thê thảm. Có tiền có vàng cũng không có giúp gì được trong lúc này. Giống như xưa những phú hộ mà năm 1942 ngoài Bắc á, mặc áo cho đẹp vô để đóng tiền đóng vàng á, rồi đến chết đói thì cũng chết đói. Cái con ngựa của thằng Nhật á, thời xưa nó còn có phước hơn là con người Việt Nam rồi đó, nó còn được ăn đồ ăn, còn người để đói chết. Chết mà trong những câu chuyện thời đó, người chưa chết á, cũng tại có cái ông đẩy xe mỗi ngày, ông đẩy ông lụm xác đi á, rồi cái người cũng gấp gấp ngầm vậy, ông kéo lên luôn, rồi cái người mà đẩy mà sắp sửa đi lỡ chỗ chôn tập thể nó, cảm ơn bác nghe kéo tôi ra đó, tại vì người ta biết chắc người ta được chôn cái đó còn hơn là nằm ngoài đường cho con này con kia nó ăn. Con người nó những lúc có cảnh tượng đó. Coi lại phim với lịch sử là 542 đi, bây giờ đứa nào cứ lên trên mạng phát ra những cái đó, tại vì Hội Thiên chúng ta là hiện giờ có nhiệm vụ là để gán mỗi một ngày tất cả các đứa đệ tử Hội Thiên trên thế giới mà làm YouTube, làm Facebook phải trấn an cái tinh thần của dân tộc Việt Nam 100 triệu dân quốc nội và quốc ngoài, tại chúng ta không có ai mà không có thân nhân nước Việt hết, đúng không? Tuy là ở ngoài 6 triệu chứ người của mình trong đó không à. Thì trấn an thì bằng cách là dùng những cái kỹ thuật và cái trí huệ của mình á, để mà làm mấy cái mạng truyền thông á, để trấn an cho họ biết có cơ trời, có sấm cơ, có đức thầy sẽ xuất hiện. Rồi hiện giờ để cho họ
biết là sắp sửa có chết đói. Thầy muốn cho họ biết có chết đói thì mấy con cứ làm những cái YouTube thời chết đói lên, nhiều nhiều lên. Như cái nguồn sống đó mà. Cái này là món ăn mỗi ngày, 2-3 ngày họ quên thì 2-3 ngày là phụ lên nói chuyện mới nữa. Trời thua là cũng Google chẳng qua không có ai hỏi thôi. Thì giờ cho lên là thời 42 đói. Đúng không? Đó. Rồi cứ đồng thời đem mấy sấm cơ của sư tổ là Đức Thầy ra với sấm cơ mà của mấy vị hùng trên sông núi đọc trở lại tháng 3 giờ tiết thinh minh thì đó mình bữa giờ mình làm rồi. Mình đọc cứ là sấm cơ thôi. Mà cái sấm cơ mà mấy con đang cần phải làm đó là chừng nào thất tướng lộ ra chừng đó nước nhà mới an yên. Thất tướng nó có thể là quân khu 7, có thể là 7 ông tướng, có thể là anh 7, đúng không? Nhiều lắm. Không biết có ông nào là nắm về quân đội mà gọi là anh 7 không? Hay là mấy vị nói mà sắm cơ đâu có biết gì đâu. Thất tướng lộ ra thì cái gì giống giống số 7 á, thì lúc đó nước nhà mới ăn cái gì. Rồi lại miên xâm lấn, bắt trung nam như rắn mắc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Trời ơi, mấy vị làm thơ hay lắm. Sao vàng bản đỏ mà rụng đầu nay mai. Lấy mấy cái bài đó bỏ lên. Trời, lời của Phật Thánh Tiên đâu phải là đùa đâu. Tại cuồng phim này đã đóng lâu rồi, cả nghìn năm rồi. Bây giờ chỉ qua đem chiếu lại trên trái đất mình thôi. Thụ cũng đã coi cái này rồi. Coi mới biết mới nói. Còn người phàm á, chưa coi. Chưa coi thì ngồi dễ dôi. Vẽ cái đuôi con voi, vẽ cái chân của con voi.